Cảm giác của các bạn như thế nào khi mà các bạn sở hữu một khuôn mặt vừa đen đen mà vừa lốm đốm nhiều tàn nhang như thế này? Mình thì mình thật sự rất là kinh khủng luôn các bạn. Thì thời gian trước đây mình có một chuyến công tác ở dưới miền Tây, thì các bạn cũng thấy rồi đó, miền Tây dạo này thời tiết nó rất là nóng luôn. Mặc dù mình sử dụng nhiều cái kem chống nắng hay là mình dưỡng da như thế nào thì cái làn da của mình nó cũng trở nên như thế này nè. Đó các bạn nhìn đi, mình thật sự rất là kinh khủng và mình đã sống chung với cái làn da này trong một khoảng thời gian rất là dài rồi. Thật sự rất là tự ti với những chị em khác luôn á. Mình cảm thấy rất là nhìn là ghê lắm luôn á. Người ngoài nhìn vào chắc người ta kinh khủng lắm luôn. Thì mang những chiếc áo như thế này thì mình thật sự không dám bước ra đường luôn. Chỉ mang những chiếc áo cổ cao mà mặc dù mang cao rồi nó vẫn không che được cái khuôn mặt của mình. Mình may mắn khi được một người bạn giới thiệu cho mình cái dòng sản phẩm Diamond White này. Nghe nói đây là cái phiên bản cao cấp của năm 2020 của Beauty Blush. Thì đây là một sản phẩm cực kỳ đình đám luôn ha. Thì Nhi thật sự là không tin về những cái sản phẩm làm trắng da cho lắm. Tại vì không có cái sản phẩm nào mà trắng da nhanh như thế này hết. Thì thôi, Nhi thử vận may của mình với em này như thế nào. Thì các bạn chờ đi, sau 10 ngày Nhi sẽ phản hồi lại cho các bạn nha. Đây là cái làn da hiện tại của Nhi và Nhi cảm thấy rất là tự tin với cái làn da hiện tại của mình so với 10 ngày trước đây luôn. Thì hôm nay Nhi tự tin và Nhi khoe cái chiến tích của Nhi sau mà 10 ngày mà Nhi đồng hành cùng với em Diamond White này nha. Đây. Thì mỗi ngày Nhi dùng luôn 4 viên ấy, buổi sáng và buổi tối trước khi Nhi đi ngủ ha. Thì sau khi mà Nhi sử dụng tầm vài ngày thôi thì Nhi cảm thấy cơ thể của Nhi đã thay đổi một cách rõ rệt luôn ha. Da thì trở nên căng bóng nè, kiểu như là không có phải là kiểu tắm trắng đâu nha, như ở tắm trắng ở spa đồ đâu, mà kiểu nó căng mượt nhìn thích lắm kìa. Đó, mọi người thấy cái da mặt của Nhi là cái bộ phận là thay đổi rõ rệt nhất, tại vì trước đây da mặt của Nhi nó không có bị điều màu cho lắm, với lại nám tàn nhang ở trên mặt cũng rất là nhiều luôn. Nhưng hiện tại da của Nhi căng mượt và kiểu mà khi mà mình sử dụng cái em này vào á thì nó sẽ không phải bị khô da mà nó cấp ẩm cho da rất là tốt luôn ha. Thì sau quá trình mà 10 ngày Nhi đã chụp lại toàn bộ quá trình trước khi và sau khi Nhi sử dụng cái em Diamond White này nha. Thì mọi người đừng có nghĩ là Nhi photoshop hình lên, không có đâu. Chị nào mà đang trong quá trình mà da bị không điều màu hay là bị nám và những cái đốm đen ở trên mặt của mình đó, thì mình nên thử ngay em này đi. Tại vì phụ nữ chúng ta ngoài cái việc mà chăm sóc da ở bên ngoài ra thì mình nên làm sâu bên trong, kiểu như là mình phải làm trắng từ trong bên ra ngoài luôn á, từ trong ra ngoài, thì đó mới là cái cách chăm sóc da tốt nhất luôn nha mọi người. Nên dùng 2 viên mỗi ngày nha. Thì Nhi có một vài chia sẻ đến với mọi người nha. Thì với em Diamond White này, thành phần của nó là hoàn toàn từ thiên nhiên, nên mà khi mình sử dụng nó sẽ không gây kích ứng cho cơ thể của chúng ta. Và đặc biệt khi mà mình mua cái sản phẩm Diamond White này, nó sẽ có những cái tem mác cũng như là đầy đủ thông tin công chứng của sản phẩm này rồi, nên mọi người cứ an tâm mà sử dụng. Tại vì Nhi sử dụng rồi nên mọi người cứ an tâm ha. Đảm bảo cam kết là sản phẩm này tuyệt vời và vi diệu luôn ha mọi người. Chào mọi người, mình là Trúc Phương. Nếu như mà mọi người có theo dõi Facebook của mình thì mọi người cũng có thể thấy làn da là một thế mạnh của mình đúng không nè. Đó, thì thật sự là da của mình là tiếp da trắng, nhưng mà bị một cái nó rất là dễ bắt nắng luôn. Hễ mà mình đi đâu ra đường mà mình không có che chắn là nó nhanh ngã màu như là người yêu cũ chó mặt vậy đó mọi người. Mình thì mình mới đi biển về cách đây được 3 ngày thôi, nhưng mà mọi người có thể thấy là làn da của mình nó sẫm màu và nó đen xì rất là nhiều luôn. Nó đen như là mực phơi nhiều nắng vậy, chứ không phải là một nắng nữa mọi người. Thì mỗi lần mà bị tình trạng như vậy thì mình rất là lo lắng với lại sợ luôn. Tại vì da của mình vừa đen vừa xấu xí mà nhìn trông dơ dơ nữa. Mình rất là ngại, tự ti khi mà gặp mọi người. Mình không có dám đi đâu hết á mấy ngày nay luôn.
đó. Thì cũng may là từ trước đến nay mình có một bí quyết cực kỳ hiệu quả luôn, là mình đã sử dụng cái em này được một năm hơn rồi và mình tin dùng nó rất là nhiều luôn. Và đặc biệt là trong năm 2020 này là sản phẩm đã được nâng cấp lên vi diệu hơn trước rất là nhiều luôn. Thì mọi người có thể thấy là trên tay mình đang cầm đó chính là em Diamond Quai của nhà Beauty Plus nha mọi người. Này là em phiên bản mới 2020 nha mọi người. Thì thành phần của em này á hả, là có rất là nhiều vitamin luôn, như là vitamin C nè, vitamin B3, B2, rồi còn có cả chiết xuất cả dầu ô liu với lại collagen nữa. Nghe những cái thành phần như thế này thì mọi người có thể biết đó chính là thành phần tự nhiên, hoàn toàn tự nhiên 100% nha mọi người. Thì công dụng của em này á là giúp cho mình trắng sáng da nè, chống lão hóa da, nói chung là giúp cho da mình trắng sáng và mịn màng hơn nữa. Đối với các em đang tuổi dậy thì mình uống sản phẩm này thì đảm bảo chắc chắn là da mình cải thiện rất rất là nhiều luôn. Thì Phương đã sử dụng sản phẩm Diamond Quai của nhà Beauty Plus đã được một năm hơn rồi. Thì em này là phiên bản mới 2020 thì Phương nghĩ chắc chắn là công dụng của nó sẽ vi diệu hơn trước rất là nhiều luôn. Nhân dịp da mình đang cháy nắng tỉnh màu như thế này thì mình sẽ test thử cho mọi người xem luôn nha. Mỗi ngày mình chỉ cần uống 2 viên thôi là hiệu quả rồi, đừng có uống nhiều quá cũng không có tốt, mà uống ít quá thì hiệu quả nó cũng không có nhiều. Cho nên là mình uống 2 viên vừa đủ rồi nha mọi người. Xin chào mọi người, lại là Phương đây. Cũng như đã hứa là 10 ngày sau Phương sẽ quay trở lại để cho mọi người thấy được làn da của Phương cải thiện như thế nào nha. Thì cũng như mọi người thấy ở trên hình nè, là 10 ngày trước da Phương rất là đen, sạm và xấu xí, nhìn nó cứ dơ dơ á. Và mọi người có thể thấy là làn da hiện tại của Phương á là nó trắng sáng hồng hào tự nhiên luôn á mọi người. Nó còn trắng cả lên mặt của Phương nữa, mọi người có thể thấy là làn da của Phương á nó cứ bóng 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 nè mọi người thấy không. Là khi mà sử dụng sản phẩm Diamond White á, ngoài việc trắng sáng da ra nó còn giúp cho mình cấp ẩm nữa mọi người. Khi mà sử dụng xong mọi người có thể thấy là làn da của Phương á nó trắng sáng đều màu, và khuôn mặt á thì nó cứ bóng bóng, kiểu nhìn nó cấp nước á mọi người. Phương cũng không ngờ là da của mình nó cải thiện nhiều đến như vậy, thật sự là không thể ngờ thiệt luôn. Thật ra thì cũng muốn chia sẻ một cái nho nhỏ đối với mọi người, đó chính là Phương đã ăn gian uống 4 viên một ngày lận. Lúc đầu thì Phương có nói là chỉ uống 2 viên thôi, nhưng mà tại vì da Phương cháy nắng dữ quá cho nên là Phương hơi nôn nao, cho nên Phương đã uống tận 4 viên một ngày. Nhưng mà thật sự thì nó không có vấn đề gì đâu mọi người. Phương chia làm 2 buổi, Phương uống 2 buổi sáng và 2 buổi tối trước khi ngủ đó. Thì mọi người cũng có thể thấy là chỉ sau 10 ngày thôi là làn da của Phương cải thiện rất là rõ rệt luôn đó. Và dạo gần đây thì Phương đi đâu Phương cũng mang theo ẻm hết á, mang theo em Diamond White nha mọi người. Lúc ban đầu thì Phương uống 4 viên một ngày, nhưng mà sau 10 ngày da Phương cải thiện rất là nhiều thì Phương đã giảm xuống chỉ còn lại 2 viên một ngày thôi. Thì thật ra thì trước đây Phương đã sử dụng em này được 1 năm hơn rồi thì nó cũng có cải thiện, nhưng mà thiệt sự là em phiên bản 2020 này á phải gọi là nó vi diệu cực kỳ luôn, và nó nâng cấp cái gọi là sao ta, nói chung là nó trắng rất là nhanh so với cái phiên bản 2019 nha mọi người. Và bây giờ thì Phương chuẩn bị đi ra ngoài ăn sinh nhật bạn, cho nên đó hả là Phương cũng phải mang theo bên mình đó. Cũng mong là chị em mình ai mà có một làn da sẫm xấu hoặc là cháy nắng, hoặc là nói chung là chị em phụ nữ mình mà ai cũng phải luôn là làm đẹp, mình phải đẹp hết từ bên trong lẫn bên ngoài, và chúc chị em mình có một làn da thật là như ý nè. Bye bye mọi người. Thì thật ra mình là một người rất là thích bơi luôn. Hầu như những cái thời gian rảnh rỗi thì mình đều đi bơi cả. Vì thứ nhất là có thể được sống ảo nè, thứ hai mình có thể thỏa được cái niềm đam mê bơi lội của bản thân nữa. Và thật ra là da của mình là da chỉ ở dạng tầm trung thôi, cho nên là mình cũng rất là biết khuyết điểm của bản thân á, là mình cũng có mua viên uống Beauty Plus về để mà khắc phục cái làn da của mình. Và dạo thời gian gần đây á, thì mình có nghe phía bên bán hàng là có một cái thông tin là vào năm 2020 sẽ ra mắt một cái phiên bản mới đột phá hơn nè, hiệu quả hơn. Thì bản thân mình rất là tò mò luôn, nên là mình nóng lòng để mà chờ đợi cái sản phẩm đó ra, mình mua về và sử dụng thử.
không may là mình mới đi biển về, tại vì phải tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng nè, mọi người thấy da của mình ở những cái chỗ như là gò má nè và những chỗ như khuỷu tay là bị xỉn màu rất là nhiều luôn. Nhưng mà rất là may một điều là phiên bản mới vừa mới được ra mắt luôn, nên là mình đã sắm về và sử dụng thử. Có tên, em ấy có tên là Diamond White. Đây bên trong rất là xịn sò luôn. Và bây giờ mình sẽ sử dụng và mọi người cùng chờ kết quả với mình nha. Xin chào, mình đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Các bạn thấy mình có khác biệt không? Sau 10 ngày sử dụng Diamond White thì các bạn so sánh trước và sau có sự khác biệt rõ rệt như thế nào nha. Đặc biệt là không có sử dụng phần mềm trắng da đâu đó. Theo mình cảm nhận, với cái phiên bản mới là Diamond White thì tác dụng vào cơ thể mình nhanh hơn là phiên bản cũ Beauty Lust. Có thể là do cơ địa của mình hợp với sản phẩm. Còn các bạn thì như thế nào mình chưa biết, nhưng mà mình có thể là mua về và sử dụng thử. Với Diamond White thì mình sử dụng trong vòng 10 ngày là đã có hiệu quả rõ rệt rồi. Mỗi ngày thì mình dùng 4 viên để tăng nhanh tốc độ lên tối đa. Và sau đó khi mà cái làn da mình đã cải thiện rồi thì mình giảm xuống còn 2 viên mỗi ngày thôi. Các bạn đừng có sợ là khi mà mình sử dụng nhiều thì sẽ bị cái tác dụng phụ. Tại vì Hương cũng đã tìm hiểu rất là rõ rồi á, thì thành phần là từ thiên nhiên. Ở trong đây thì Hương thấy là có ô liu nè, và collagen và hạt nho. Những cái này là đều là đến từ thiên nhiên, cho nên là ở cái mức độ an toàn rất là cao, nên mọi người cứ yên tâm và sử dụng sản phẩm.